Em xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh mua xe giá tốt của em Lâm. Em xin chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và lái xe an toàn. Và hôm nay em Lâm làm cái video này để cập nhật đến cho các bác, các quý anh chị đang quan tâm, đang tìm hiểu về dòng xe Corolla Cross, chương trình khuyến mại mới nhất và tốt nhất tháng 3 năm 2023 này. Và các bác cứ yên tâm là đại lý nào bán rẻ thì bên em sẽ bán rẻ hơn cho các bác. Và trước mắt các bác, các quý anh chị là Toyota Cross phiên bản 1.8V. Bên em hiện có cả bản chưa nâng cấp và bản nâng cấp với giá niêm yết lần lượt là 846 và 860 triệu. Và đối với hai phiên bản này thì bên em đang giảm giá cho các bác là 55 triệu đồng tiền mặt. Và bên cạnh đó thì các bác sẽ được tặng kèm một gói phụ kiện trị giá đâu đó vào khoảng 15 triệu đồng. Và tính nhanh chi phí lăn bánh phiên bản V chưa nâng cấp ở Hà Nội là 915 triệu. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 898 triệu. Ở các tỉnh áp 12% thuế là 896 triệu và các tỉnh thành khác sẽ là 879 triệu. Còn các bác mua xe trả góp thì ở Hà Nội là 291 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh là 273 triệu, ở các tỉnh áp 12% thuế là 272 triệu và các tỉnh thành khác sẽ là 255 triệu. Còn đối với bản V nâng cấp thì ở Hà Nội là 931 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh là 913 triệu, ở các tỉnh áp 12% thuế là 912 triệu và các tỉnh thành khác sẽ là 895 triệu. Còn các bác mua xe trả góp thì cần chuẩn bị cho em là 295 triệu ở Hà Nội, 278 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh, 276 triệu ở các tỉnh 12% thuế và các tỉnh thành khác sẽ là 259 triệu. Sang đến phiên bản 1.8G, bên em giảm giá cho các bác là 50 triệu đồng tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá xe. Thì ngoài ra thì cũng không thể thiếu là một gói phụ kiện đi kèm. Và sau khi trừ đi hết khuyến mại về tiền mặt thì để lăn bánh chiếc xe này ở Hà Nội là 818 triệu. Các bác trả góp từ 261 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh là 803 triệu và trả góp từ 246 triệu. Ở các tỉnh 12% thuế là 799 triệu và trả góp từ 242 triệu. Còn các tỉnh thành khác sẽ là 784 triệu và trả góp từ 227 triệu. Còn cuối cùng là phiên bản Hybrid. Chính sách của phiên bản này hiện tại là 30 triệu đồng tiền mặt và tặng kèm theo đó là một gói phụ kiện bao gồm dàn phím cách nhiệt, tải sàn da và camera hành trình. Và tổng chi phí để xuống đường chiếc xe này ở Hà Nội là 1 tỷ 062 triệu. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 043 triệu. Ở các tỉnh 12% thuế cũng là 1 tỷ 043 triệu và các tỉnh khác sẽ là 1 tỷ 024 triệu. Còn các bác trả góp thì cần chuẩn bị là 331 triệu ở Hà Nội, 312 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 12% thuế. Còn các tỉnh khác sẽ là 293 triệu. Và mức phí em Lâm vừa báo ở trên thì đã bao gồm tất cả các khoản phí cứng để các bác tự đi đăng ký kiểm. Còn nếu các bác nhờ dịch vụ đăng ký, đăng kiểm trọn gói em Lâm thì sẽ phát sinh thêm chi phí các bác nhé. Và nếu các bác cần em hỗ trợ báo giá tư vấn chi tiết hơn thì các bác vui lòng alo trực tiếp cho Lâm hoặc nhắn tin Zalo cho Lâm theo số hotline ở góc trái màn hình. Và các bác cũng đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Lâm. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video sau.